sẽ cùng nhau sửa đề nghị luật xã hội trong đề tuyển sinh năm ngoái của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc đề ha. Đề nghị luận xã hội thi tuyển sinh năm 2023-2024 của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đề này các bạn sẽ thấy là nó có một cái trích một đoạn thơ ha. Có trích một đoạn thơ: trên đường đời một lần tôi vấp ngã, có cánh tay nâng đỡ giúp tôi ngồi, tôi suýt xoa quên cảm ơn là lúc ngẩng mặt lên người ấy đã đi rồi. Tác giả Lê Minh Quốc, Từng ngày ba mẹ thở theo con, nhà xuất bản Kim Đồng, 2022. Câu lệnh nè: từ ý thơ trên và từ những trải nghiệm cuộc sống, hãy viết bài văn khoảng 500 chữ với nhan đề "Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời". Thế thì so với những cái đề mà chúng ta đã từng cùng nhau sửa thì đề này có nhiều điểm khác biệt đúng không các bạn? Thứ nhất là các bạn sẽ thấy là cái ngữ liệu của đề lúc này nó sẽ là một đoạn thơ ha, chứ không còn là một cái danh ngôn hay là một nhận định như trước nữa. Thứ nhì là câu lệnh này sẽ hướng các bạn đến một cái nhan đề bài văn, đó là "Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không cất lên thành lời", ba chấm gợi mở ha. Vậy thì cái nhan đề này, cái câu lệnh này chính là cái phần chúng ta cần lưu tâm nè. Rất là lưu tâm đúng không ạ? Để xác định được cái yêu cầu đề bài cũng như là cái vấn đề mà đề yêu cầu chúng ta giải quyết. Vậy thì câu lệnh là gì? Từ ý thơ trên, từ trải nghiệm cuộc sống, viết bài văn với nhan đề "Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời". Thế thì mình thấy cái cụm từ "nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời" này nó để trống đúng không ạ? Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời thì sao? À, vậy thì thật ra nó là một câu hỏi đúng không các bạn? Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời thì sao? Vậy thì ở trong bước đọc đề và phân tích đề, chúng ta cũng sẽ nhận ra đây là hình thức câu hỏi ha. Và với đề nghị luận xã hội hình thức câu hỏi thì chúng ta cần phác thảo câu trả lời ngoài nháp. Và dựa trên những câu trả lời mà chúng ta phác thảo thì chúng ta có thể xác định hệ thống luận điểm cho bài viết của chúng ta. Được chưa ạ? Như vậy thì bước đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các bạn đọc đề và xác định hướng làm bài ha. Được chưa ạ? Rồi, thầy có lưu ý số 1 cho các bạn nè. Lưu ý 1 của chúng ta đối với đề này đó là gì? Đề có một đoạn thơ. Như vậy thì trong phần giải thích ha, cần nêu cái bài học phải ý nghĩa rút ra từ đoạn thơ đó, tức là vấn đề nghị luận đó các bạn. Được chưa ạ? Rồi, lưu ý 2. Chúng ta tập trung vào câu lệnh của đề bài ha, cụ thể là cái từ khóa "nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời". Đúng không ạ? Và chúng ta phải phác thảo ý tưởng ngoài nháp ha. Từ đó có cái cơ sở để là cơ sở để xác định luận điểm. Được chưa ạ? Như vậy là trước tiên chúng ta có hai lưu ý về cái cách làm ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói tiếp. Ở trong cái khâu đọc đề và xác định hướng làm bài, nãy giờ là mình đang làm nháp cho các bạn, chưa có một phần nào là mình vào cái bài hết trơn á, tức là thầy đang hướng dẫn những kỹ năng đọc đề đó. Rồi, thế thì bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề nghị luận của đề này đó là gì? Tầm quan trọng của việc nói lên những suy nghĩ tốt đẹp. Đúng không? Đây là một vấn đề tích cực cho nên là chúng ta xác định được ngay nó là dạng bài tư tưởng đạo lý, đúng không ạ? Từ khóa đề bài sẽ là từ nào? Nói lên những suy nghĩ tốt đẹp. Ha, rồi. Bây giờ trước hết mấy đứa sửa giùm thầy cái phần định hướng này đi, sau đó thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Được ha, sửa xong nhắn vào khung chat cho thầy biết. Ok, thì mình đã báo cho thầy biết là như vậy là mình sẽ sang phần tiếp theo. À, tới bây giờ mình vẫn chưa vào được dàn bài nha các bạn. Rồi, bây giờ mình nhìn lại một lần nữa nè. Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời, thấy không? Cái này là có dấu ba chấm đấy các bạn. Như vậy thì thật ra nó là một câu hỏi đó. Vậy thì với dạng hình thức đề là câu hỏi thì chúng ta cần phải phác thảo câu trả lời ngoài nháp ha. Rồi, đợi thầy xíu. Hình thức đề câu hỏi thì chúng ta sẽ phác thảo câu trả lời ngoài nháp.
Và bây giờ cái câu hỏi của chúng ta đó là: nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời thì sao? Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ phác thảo suy nghĩ của thầy này. Ví dụ nha, nếu những điều tốt đẹp không được cất lên thành lời thì sao, đúng không ạ? Rồi, nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời thì mình sẽ nhận ra ngay điều đầu tiên, đó là chúng ta không thể hiểu nhau, đúng không ạ? Không thể hiểu được cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái thế giới nội tâm tươi đẹp của mỗi người. Và vì thế thì sao? Chúng ta sẽ trở nên cô đơn, đúng không ạ? Buồn bã, mất kết nối, đúng không? Rồi, nếu những suy nghĩ tốt đẹp mà không được cất lên thành lời thì sao? Thế những cái điều tốt, đúng không ạ, sẽ mãi mãi là điều bí mật ha, nó không thể lan tỏa, đúng không ạ, không thể khơi gợi cảm hứng và thắp lên mầm thiện trong cuộc sống, đúng không ạ? Rồi, mình còn có thể nêu thêm gì nữa? Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lời thì chúng ta sẽ nhận ra là những suy nghĩ tích cực nè, những cái ý tưởng hay sáng tạo sẽ không có cơ hội trở thành hiện thực, đúng không ạ? Chúng ta có thể, nhân loại đi ạ, có thể mất đi những phát minh, đúng không, sáng kiến quý báu, có nghĩa là mất đi cơ hội để phát triển, đúng không ạ? Và vân vân. Với cái đề này các bạn còn có thể liệt kê tiếp, liệt kê tiếp, liệt kê tiếp, liệt kê tiếp nữa, nhưng mà đối với cái phần hướng dẫn của thầy, thầy sẽ liệt kê 3 ý thôi. À, vậy thì 3 ý này thầy xét thấy nó quan trọng như nhau, cho nên tùy vào cái thời gian để cho phép, thầy sẽ triển khai viết 2 luận điểm hoặc 3 luận điểm tùy thời gian. Mấy đứa hình dung không ạ? Được ha? Rồi, thế thì bây giờ thầy sẽ chọn ha, luận điểm 1 là ý thứ nhất để thầy triển khai, đúng không? Thầy sẽ chọn luận điểm 3 đi, tại vì thầy thích luận điểm 3 hơn. Thầy sẽ chọn ý số 3 này để làm luận điểm 2. Được ha? Còn cái ý số 2 này thầy không thích bằng, cho nên là thầy sẽ tùy vào cái dung lượng để cho và tùy vào cái khả năng thời gian thầy cho phép thầy sẽ biết hay không. Như vậy mấy đứa hình dung được cái thao tác mình làm bài nháp không ạ? À, mặc dù cái hình thức đề nó hơi lạ, đúng không? Hình thức đề nó hơi lạ, đó là nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lời ba chấm. Nhưng kỳ thực nó vẫn chỉ là hình thức câu hỏi thôi các bạn, và kỳ thực nó vẫn là dạng tư tưởng đạo lý mà chúng ta đã làm rất là quen. Được ha? Vậy thì kinh nghiệm rút ra khi mà chúng ta làm đề thi tuyển sinh ở sở, đó là các bạn sẽ bình tĩnh xử lý đề và đọc đề thật là kỹ, sau đó xác định cái hướng đi của bài viết dùm thầy và nhớ dùm thầy cốt lõi quan trọng của bài văn nghị luận xã hội, đó là luận điểm ha. Mình cần phải rõ ràng cái luận điểm trong bài văn của mình để mình triển khai cho nó, các cái ý cho nó được sáng rõ. Được chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ các bạn sửa dùm thầy phần phác thảo câu hỏi này đi, sau đó chúng ta sẽ vào dàn ý. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ sửa sang phần dàn ý ha mọi người. Rồi, bây giờ là cái phần mà chúng ta sẽ viết nè, dàn ý thân bài. Rồi mở bài thì không nói gì thêm nha các bạn, nhớ dùm thầy là mở bài phải thích cái đoạn thơ nha. Cái phần này thì nói rồi nên thì cũng không sửa kỹ làm gì. Mấy đứa nhớ dùm thầy là trong mở bài của mấy đứa phải có đoạn thơ để cho. Rồi bây giờ với những cái phần mà chúng ta đã suy nghĩ và phác thảo hướng làm ở trên thì chúng ta sẽ lập dàn ý như sau. Được chưa ạ? Thầy sẽ chia làm 3 cột ha, để nhắc lại kiến thức luôn cho những bạn nào mà chưa nhớ. Rồi, cột bên trái thầy sẽ để đó là các bước ha. Rồi, cột ở giữa thầy sẽ để là thao tác cần làm, và cột bên tay phải sẽ là dàn ý chi tiết. Được chưa ạ? Rồi bây giờ mấy đứa chỉ cần sửa giùm thầy ở cột phải thôi ha, không có cần sửa 2 cột đầu tiên. Tại vì 2 cột đầu tiên là nhắc cho mình nhớ thôi. Rồi bây giờ mình ôn tập nè. Với nghị luận xã hội dạng tư tưởng đạo lý thì các bạn nhớ giùm thầy thân bài là có 6 bước ha. Đó là giải thích nè, nêu biểu hiện nè, bàn luận chứng minh nè, đúng không ạ? Mở rộng nè, phê phán, và cuối cùng là liên hệ bản thân. Nhớ 6 bước ha. Rồi bây giờ các thao tác cần làm. Bước 1 giải thích. Vậy thì với cái đề này giải thích cái gì ạ? Mình phải giải thích các từ ngữ quan trọng ha. Rồi, mình phải chốt giải thích được ý nghĩa cả câu, đúng không ạ? Hoặc là đoạn trích.
Nếu có, và nhớ là chốt vấn đề nghị luận. Được chưa ạ? Đó là cái thao tác mình cần làm. Như vậy thì với cái đề này, mình quan sát đề lại một lần nữa này. Mấy đứa sẽ thấy là bởi vì nó có một đoạn thơ, cho nên mấy đứa phải giải thích đoạn thơ. Giải thích đoạn thơ tức là mình làm gì? Mình khái quát cái nội dung chính từ cái đoạn thơ đó và rút ra cái vấn đề. Đúng không ạ? Sau đó mình giải thích những từ ngữ quan trọng liên quan tới đề. Với cái đề này thì từ quan trọng đó là suy nghĩ tốt đẹp ha. Thấy không ạ? Từ khóa đề bài đó. Được chưa? Cất lên thành lời. Đó. Được ha? Rồi, vậy thì thầy sẽ làm thao tác từng bước cho mình được quan sát. À, bước đầu tiên mình giải thích đoạn thơ ha. Mấy đứa nhớ dùm thầy giải thích đoạn thơ, không được phân tích thơ nha. Giải thích đoạn thơ tức là mình tóm ý ngắn gọn để rút ra bài học từ đoạn thơ thôi. Vậy đây đoạn thơ này chúng ta sẽ giải thích như sau ha. Đoạn thơ của Lê Minh Quốc. Đoạn thơ của Lê Minh Quốc, đúng không ạ? Đưa ra tình huống ha. Đó là nhân vật tôi nhận được sự giúp đỡ của người khác nhưng mà chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đó đi mất, đúng không ạ? Nhân vật tôi cảm thấy tiếc nuối. Như vậy thì bài học rút ra là gì? Từ câu chuyện ha, đó ta nhận ra tầm quan trọng của việc nói lên, hoặc là dùng từ ngữ trong đề bài là tầm quan trọng của việc để những suy nghĩ tốt đẹp cất lời. Được chưa ạ? Đó, mình chỉ biết ngắn gọn vậy thôi nha. Một câu tới hai câu thôi, chứ mình không có phân tích cái đoạn thơ đề cho nha. Đó, mình chỉ ngắn gọn vậy thôi. Và nhớ chốt bài học rút ra cho thầy là việc đầu tiên nè. Rồi, với cái đề này, sau khi mình rút được vấn đề xong thì chúng ta sẽ phải giải thích các từ ngữ quan trọng ha. Rồi, với cái đề này những từ mình cần giải thích đó là suy nghĩ tốt đẹp, đúng không? Mình có thể hiểu suy nghĩ tốt đẹp là gì? Là suy nghĩ tích cực ha, gợi đến những cái giá trị cao đẹp trong cuộc sống, mang đến những đóng góp cống hiến cho xã hội. Được không ạ? À? Cất lời ở đây muốn nói về việc là gì? Bày tỏ ha, thể hiện một cách rõ ràng những suy nghĩ tốt đẹp. Đúng chưa ạ? Đó. Như vậy chốt vấn đề nghị luận ha. Quả thật trong cuộc sống không thể, chúng ta cần quan tâm đến việc bày tỏ những suy nghĩ tốt đẹp của bản thân và mọi người. Rồi, đứa mấy đứa, rồi bây giờ thì mình sẽ sửa dùng thầy phần giải thích ha. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn tiếp. À, với cái đề tuyển sinh năm ngoái của sở thì thao tác giải thích là thao tác đầu tiên ha, nó hơi hơi khác biệt một chút xíu, tại vì nó có đoạn thơ ha. Nhưng mà mình cũng có kinh nghiệm về việc đó rồi. Các anh chị năm ngoái giải quyết đề này rất là tốt ha, nhờ vào cái việc là nắm vững kỹ năng và cách làm. Cho nên là thầy cũng sẽ sửa lại những cái bước cần có và chúng ta cứ thực hiện ha. Rồi bây giờ mình sửa giùm thầy nè. Rồi Tùng Chi đã xong, đợi thêm một bạn nữa phản hồi ha. À rồi hai bạn, bây giờ mình sang phần tiếp theo nè. Ok ha, bước số 2 là bước nêu biểu hiện. Trong bước nêu biểu hiện chúng ta sẽ miêu tả cụ thể biểu hiện của vấn đề, đúng không ạ? Nhưng mà nhớ là không đưa dẫn chứng ở phần này. Được chưa ạ? Vậy với đề này thầy sẽ đặt câu hỏi để tìm ý nêu biểu hiện như sau. Đó là trong cuộc sống ha, những điều tốt đẹp, à những suy nghĩ tốt đẹp có thể cất lời bằng cách nào? Được chưa ạ? Đó là cái câu hỏi nêu biểu hiện ha. Vậy thì mình sẽ có thể thấy nhiều cách, ví dụ như là nói trực tiếp nè, đúng không? Hoặc là viết thư nè, đúng không ạ? Gửi tin nhắn nè, hoặc là cất lời một cách gián tiếp thông qua sáng tạo nghệ thuật nè, tác phẩm văn chương nè, thông qua lời nói, à nhầm, thông qua hành động ha. Đó, mình có thể liệt kê vào. Và những cái ý này sẽ gợi cho chúng ta các cái ý tưởng để chúng ta triển khai phần sau là phần trọng tâm của đề ha. Đầu tiên mình sửa phần nêu biểu hiện đi, xong rồi thầy sẽ nói tiếp. Ok ha, bây giờ mình sẽ sang phần bàn luận chứng minh.
Rồi, thầy nhấn mạnh lại ha, cái phần bàn luận chứng minh á, là cái phần quan trọng nhất trong bài viết của chúng ta, cho nên là các bạn phải dành thời gian viết khá nhiều cho phần này và nhớ viết đúng các thao tác. Vậy thì mình ôn tập lại ha, trong bước bàn luận chứng minh thì câu văn đầu tiên mình phải làm gì? Khẳng định vấn đề đúng không ạ? Sau đó thì hoặc là khẳng định quan điểm của chúng ta. Sau đó thì chúng ta đưa lý lẽ 1 cộng dẫn chứng 1 đúng không ạ? Chúng ta đưa lý lẽ 2 cộng dẫn chứng 2. Trong trường hợp mà cái vấn đề nó rộng thì các bạn có thể có hai tầng dẫn chứng, hai tầng luận điểm ha. Khẳng định vấn đề là luận điểm lớn và dưới này là các luận điểm nhỏ. Rồi trong các luận điểm nhỏ sẽ có lý lẽ và dẫn chứng. Thì tùy vào yêu cầu đề. Được chưa ạ? Rồi, vậy thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm phần bàn luận chứng minh ha. Nhớ cho thầy câu đầu tiên trong phần bàn luận chứng minh phải là một câu khẳng định vấn đề, là cái quan điểm của em vấn đề đó. Vậy thì rõ ràng cái tiêu đề là nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lời đúng không ạ, ba chấm đúng không ạ, nếu suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời, vậy thì mình sẽ phải khẳng định quan điểm của mình từ cái nhan đề đó đúng không. Khẳng định quan điểm mà đó là gì, trong cuộc sống đúng không ạ, việc cất lên, việc biểu đạt những suy nghĩ tốt đẹp có vai trò vô cùng quan trọng. Được chưa? Phải có câu này trước, khẳng định cái quan điểm của em về vấn đề. Một trong những cái nguyên tắc viết văn nghị luận đó là nó phải công khai quan điểm của người viết về cái vấn đề cần bàn luận. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thuyết phục được người đọc về cái vấn đề mà chúng ta đang trình bày. Và bây giờ tới đây mình nhìn lại cái nháp mình làm lúc nãy nào. Thấy không? Lúc nãy mình có phác thảo ngoài nháp những cái gạch đầu dòng này để chúng ta trả lời cho câu hỏi của đề là nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lời thì sao? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái ý trong này để chúng ta triển khai luận điểm. Được chưa ạ? Rồi, nhưng mà trước khi làm việc đó thì thầy lưu ý nè. Lưu ý ha, để đổi màu khác cho các bạn dễ chú ý. Với cái đề này và những đề tương tự thì các bạn có thể chọn một trong hai cách triển khai hoặc kết hợp cả hai cách sau. Cách thứ nhất là mình sẽ đi theo chiều xuôi ha. Nếu những suy nghĩ tốt đẹp được cất lên thành lời thì nó có ích lợi gì? Hoặc chiều ngược, nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời. Ồ, thầy coi lại cái đề đã. Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời thì gây ra tác hại gì? Được ha? Mình có quyền chọn một trong hai cách triển khai này. À, đều được, đều phù hợp với cái logic của đề. Vậy thì từ cái phần sau, khi thầy sửa phần bàn luận chứng minh của đề này, thầy sẽ chọn cách thứ hai, tại vì thầy muốn bám sát vào cái từ khóa của đề cho dễ triển khai ha. Rồi, vậy thì mình xem lại trình tự thầy làm nè. Khẳng định quan điểm, đúng không ạ? À? Rồi thầy nêu luận điểm 1 ha. Luận điểm 1. Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời, thì sao ạ? À? Thì chúng mãi mãi là điều bí mật và con người không thể thấu hiểu nhau. Rồi, đó là luận điểm của thầy. Thấy không? Thầy viết một câu thôi, ngắn gọn. Thế thì từ luận điểm này, thầy sẽ dẫn tới lý lẽ ha. Lý lẽ. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới nội tâm của mỗi người là một tiểu vũ trụ ha, với đầy những bí mật, đúng không ạ? Đầy góc khuất, sâu kín, đầy những vẻ đẹp, khuất lấp, đúng không ạ? Do đó chúng ta cần biểu đạt những suy nghĩ tốt đẹp để tạo cầu nối thấu hiểu, đúng không ạ? Trân trọng thế giới nội tâm của mỗi người. Thấy không? Là thầy đưa một lý lẽ. Rồi, với lý lẽ này, thầy sẽ đưa dẫn chứng ha. Thầy sẽ chọn dẫn chứng đó là những nhà thơ nổi tiếng. Đúng không?
À, mình thấy rất rõ thì chọn một tác giả mà các bạn đã biết, đó là nhà thơ Thanh Hải, đúng không ạ? Nhà thơ Thanh Hải đã cất lời những suy tư, đúng không ạ? À, trăn trở về vận mệnh đất nước, cũng như cái niềm tin vào tương lai sáng lạn của dân tộc. Thông qua bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, đúng không ạ? Nhờ những cái suy nghĩ tốt đẹp ấy được cất lời qua ngôn ngữ thơ ca mà vẻ đẹp lý tưởng sống trong tâm hồn tác giả đã lan tỏa đến người đọc, đúng không ạ? Rồi gì nữa, thức tỉnh trong mỗi người đọc bài học về lẽ sống đẹp. Thấy không? À, thầy có dặn các bạn là trong quá trình mà chúng ta đưa lý lẽ và dẫn chứng của nghị luận xã hội thì mình không lấy trong tác phẩm văn học. Thì thầy nói rõ hơn là không lấy nhân vật hư cấu ở trong tác phẩm văn học. Nhưng các bạn vẫn có quyền lấy cái thông tin là cuộc đời tác giả và bản thân cái việc tác giả sáng tác tác phẩm ấy. À, nhưng trong trường hợp này thầy vẫn đi vào một cái câu chuyện có thật trong đời sống, đó là câu chuyện của nhà thơ Thanh Hải, chứ thầy không đi vào phân tích những cái câu từ trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. À, vẫn là một cái dẫn chứng đảm bảo, à, cụ thể tiêu biểu xác thực trong đời sống. Rồi, như vậy mấy đứa quan sát cách thầy làm luận điểm 1 ha, lý lẽ rồi dẫn chứng. Rồi mấy đứa sửa giùm thầy đi xong báo thầy biết. Ok, bây giờ mình sang luận điểm 2 ha. Như thầy đã nói thì hồi nãy mình có vạch ra 3 ý đúng không? Nhưng mà thầy sẽ chọn 2 ý để thầy trình bày thôi, tại vì cứ giả sử nhưng không có nhiều thời gian đi. Thế thì thầy sẽ triển khai luận điểm 2 ha các bạn. Luận điểm 2. Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời thì nhân loại sẽ đánh mất cơ hội phát triển do những ý tưởng lớn không được chia sẻ, thấu hiểu và lắng nghe. Được chưa ạ? Rồi đó là cái ý số 3 mà hồi nãy mình phát thảo ngoài nháp đó. Rồi, sau khi nêu luận điểm xong thì thầy sẽ đưa lý lẽ ha. Bởi vì sao? Lý lẽ. Bởi vì trên dòng chảy phát triển của lịch sử nhân loại không thể thiếu những tư tưởng, đúng không? Suy nghĩ làm nên sự sáng tạo ha, tạo ra những cái bước chuyển, đúng không ạ? Những phát minh lớn lao phẩy vĩ đại, đúng không ạ? Do đó, những cái suy nghĩ, tư tưởng mới mẻ ấy cần được cất lên ha, để mọi người thấu hiểu phải chung tay góp sức, đúng không ạ? Rồi, thầy sẽ đưa một lý lẽ ha. Mình thích đưa hai thì đưa, nhưng mà thầy đưa một thôi cho gọn. Được chưa? Và với cái quan điểm này, thầy sẽ đưa dẫn chứng. Đó là mục sư Martin Luther King. Ha, cái này, nhân vật này các bạn biết rồi đấy ạ. Đã biểu đạt cái tư tưởng tốt đẹp về việc chống phân biệt chủng tộc thông qua bài diễn văn nổi tiếng Tôi Có Một Giấc Mơ. Đúng không ạ? Trong cái bài diễn văn này, mấy đứa sẽ thấy là bài diễn văn đã thể hiện khát vọng lớn lao của Luther King về một xã hội công bằng, hòa ái đối với người da đen. Ha, phải có tác động lớn lao đến cái công cuộc đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới. Đúng không ạ? Mình sẽ chốt ha. Giả sử nếu những tư tưởng ấy chưa từng được Martin Luther King cất lên thì liệu biết bao nhiêu người da đen trên toàn thế giới vẫn phải chịu những tội ác nặng nề của phân biệt chủng tộc. Thấy không? Thầy sẽ đổi cách lập luận. À bây giờ nếu như không có cái đó thì sao? Ha, rồi mình sẽ quan sát thấy cách làm ha. Rồi bây giờ mình sửa cho thầy luận điểm 2 đi. Được ha mấy đứa, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là thao tác mở rộng ha.
Trong thao tác mở rộng thì chúng ta sẽ làm thao tác đó là bổ sung phản biện cái vấn đề mà chúng ta vừa mới bàn luận bằng cách đặt ra một số câu hỏi, ví dụ như là có phải lúc nào cũng như vậy hay không và có gì cần bổ sung hay không. Thao tác mở rộng mà chắc chắn là sẽ có ở trong cái đáp án đề thi tuyển sinh nha các bạn, và chúng ta vẫn có thể biết nó với một cái tên khác là thao tác phản biện. Đây là cái thao tác để kiểm tra cái tư duy phản biện của học sinh và cái cách mà một học sinh nhìn nhận vấn đề đa diện nhiều chiều khi các bạn làm nghị luận xã hội. Như vậy thì với cái đề này chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi như sau. Ví dụ như là ở trên chúng ta khẳng định rằng là những cái điều tốt đẹp, những cái suy nghĩ tốt đẹp cần phải được cất lên thành lời. Thì bây giờ mình thử đặt ra vấn đề là có phải lúc nào cũng như vậy hay không? Đúng không ạ? Nếu như mình hiểu đơn giản cất lên thành lời, tức là sử dụng cái lời nói của chúng ta để biểu đạt những cái suy nghĩ, thì có vẻ như là trong cuộc sống sẽ có nhiều trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy lời nói không phải phương tiện duy nhất và tối ưu để biểu đạt những suy nghĩ tốt đẹp. Có những cái suy nghĩ á, nó không dễ dàng nói lên thành lời, đúng không các bạn? Mà nó vẫn có thể được biểu đạt một cách gián tiếp thông qua tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như là một bức tranh, một bài hát chẳng hạn. Nó được biểu đạt gián tiếp thông qua các hình tượng trong sáng tác văn học. Nó có thể được biểu đạt thông qua những cái ngôn ngữ hình thể như một ánh mắt, một cử chỉ. Và trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta học cái cách nhận ra những dạng thức biểu đạt khác nhau của suy nghĩ tốt đẹp, thì chúng ta cũng sẽ trở nên tinh tế hơn về tâm hồn và chúng ta có thể khám phá ra được những cái vẻ đẹp đa dạng của đời sống. Ngoài ra thì với cái vấn đề này chúng ta thấy rằng cần phải bổ sung một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là những suy nghĩ tốt đẹp đúng là cần được cất lời, nhưng nó cần được cất lời đúng nơi đúng cách thì mới đạt hiệu quả giao tiếp. Và như vậy thì thế nào là đúng nơi đúng cách? Đó là phải biết lắng nghe bằng tình yêu thương và tôn trọng suy nghĩ lựa chọn riêng của mỗi người. Khi bày tỏ các ý kiến thì cái ý kiến đó mới có thể được chấp nhận. Thao tác phê phán thì chúng ta sẽ phê phán những biểu hiện tiêu cực của các bạn. Như vậy với đề này chúng ta sẽ nói về những người chưa khéo léo trong việc bày tỏ những suy nghĩ tốt đẹp. Liên hệ bản thân thì chúng ta sẽ luôn luôn nhớ dùng thời cách thức làm, đó là suy nghĩ, tức là nhận thức đấy ạ, kết hợp với hành động, và chúng ta sẽ hướng vào trải nghiệm cá nhân của chúng ta. Vậy thì với phần này thầy sẽ không đưa ý mà thầy hướng dẫn các bạn là tự viết dựa trên trải nghiệm của mình bằng hệ thống câu hỏi nha. Những câu hỏi đó như sau: đã bao giờ em cảm thấy khó bày tỏ suy nghĩ tốt đẹp của mình với mọi người hay chưa? Theo em thì nguyên nhân của những cái khó khăn ấy là gì và em sẽ làm thế nào để có thể biểu đạt những suy nghĩ tốt đẹp của bản thân để được lắng nghe và thấu hiểu, cũng như là em sẽ làm gì để có thể hiểu và nghe được những suy nghĩ tốt đẹp của người khác. Như vậy thầy đã sửa xong đề tuyển sinh của thành phố Hồ Chí Minh câu nghị luận xã hội năm năm ngoái, tức là năm 2023 đấy ạ. Như vậy thì bài học chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây.